Lại tiếp tục phần máy của cái chiếc F4 Pro này, một chiếc loa siêu cấp nghe nhạc bass siêu căng. Đấy, sách tay nặng khoảng 5 đến 7 kg, pin sử dụng 5 đến 7 giờ đồng hồ liên tục, kèm hai micro, mic thì hát bình thường thôi nhưng nhạc thì không đỡ được, mời các bạn nghe thử nhá. Initializing sound system. Anh em lên nhạc này. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Nightmare Remix. Preparing and initiating bass test. Preparing and initiating bass test. Đấy, bass. Máy vừa re loa luôn. Bass test. Bass. Bấm đập cả mic ra này. Bass test. Preparing and initiating vocal test. Đấy, anh em thấy không? Nghe không nghe?